Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu có thể vượt mốc 30.000 đồng một lít vào ngày mai ngày 11 tháng 5. Lãnh đạo các doanh nghiệp xăng dầu cho biết, giá xăng kỳ điều hành tới có thể tăng mạnh khoảng 1.800 đến 2.000 đồng một lít, đưa giá mặt hàng này vượt mốc 30.000 đồng một lít nếu nhà điều hành không sử dụng công cụ bình ổn giá. Theo Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 6 tháng 5 tăng so với kỳ tính giá ngày 4 tháng 5. Cụ thể, giá xăng RON 92 khoảng 138,1 USD trên thùng, còn giá xăng RON 95 là 143,2 USD trên thùng, tăng hơn 2 USD trên thùng. Trong khi dầu hỏa khoảng 148,5 USD trên thùng, nhích lên một chút so với kỳ trước. Dầu diesel và dầu mazut lại có xu hướng giảm, lần lượt ở mức 151,5 USD trên thùng và 705,8 USD trên thùng. Lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây, giá dầu thô biến động rất mạnh. So với 6 đến 10 ngày trước thì giá xăng dầu bán lẻ trong nước đang cao hơn giá thành phẩm tại Singapore 1.800 đến 2.000 đồng một lít đối với xăng và 1.400 đồng trên lít đối với dầu diesel. Theo đó, kỳ điều hành ngày 11 tháng 5, giá xăng dầu sẽ tăng mạnh khoảng 1.800 đến 2.000 đồng trên lít. Nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể tăng ít hơn nhưng vẫn ở mức cao. Tương tự, một lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội cho biết, giá xăng kỳ điều hành tới có thể tăng mạnh khoảng 1.500 đến 1.600 đồng trên lít, đưa mặt hàng này tiếp tục tiến sát mốc 30.000 đồng một lít, thậm chí có thể vượt nếu nhà điều hành không can thiệp bằng các công cụ bình ổn giá. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước sẽ có lần tăng thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong hơn 4 tháng đầu năm, giá xăng đã có 8 lần tăng, 3 lần giảm giá. Về việc có giảm thêm giá xăng dầu trong nước thời gian tới, theo ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Liên Bộ Công Thương Tài chính đang tiến hành xem xét, rà soát. Hiện nay, Liên Bộ đang tiếp tục nghiên cứu và rà soát xem giảm thêm được thuế nào, sao cho phù hợp với vấn đề chung, tránh thẩm lậu xăng dầu, tạo điều kiện nhất cho người dân, ông Hải nói. Ở kỳ điều hành ngày 4 tháng 5, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau. Với xăng E5 RON 92 tăng 334 đồng trên lít, giá không cao hơn là 27.468 đồng trên lít. Xăng RON 95 tăng 442 đồng trên lít, giá không cao hơn 28.434 đồng trên lít. Dầu diesel không thay đổi, hiện mức giá không cao hơn là 25.530 đồng trên lít. Dầu hỏa tăng 171 đồng trên lít, giá không cao hơn 23.828 đồng trên lít. Dầu mazut thì giảm đi 240 đồng trên kg, giá bán là 21.560 đồng trên kg. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi những thông tin về giá xăng dầu hôm nay, ngày 10 tháng 5. Chúc các bạn ngày mới nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.